cái người phụ nữ mà có cái nét mặt mà nó cứ buồn thương, nó cứ u ám, cái sắc mặt thì nó cứ u ám ấy. Cái người này số người ta bần cùng lắm, số bần cùng, số nghèo khổ, số nghèo khổ. Các bạn thay đổi đi, các bạn thay đổi đi, các bạn thay đổi được đấy nhá. Mình nói này, trong cái video hôm nay ấy, thì một lát thì mình cũng sẽ, khi mình lược qua những cái nét tướng và những cái tính cách của bạn có ấy, thì một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ về những cái để cho các bạn ấy biết cách để các bạn thay đổi, biết cách để các bạn chỉnh sửa lại, chỉnh sửa lại cho nó tốt hơn. Các bạn cứ yên tâm nhé. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Cái video này là dành cho những cái người, những cái người phụ nữ ấy, những cái bạn gái, những cái bạn nữ, độ tuổi nào cũng vậy thôi. Nếu như mà trong cái cuộc sống của các bạn ấy mà các bạn cứ cảm thấy là mình là cái người mà rõ ràng là mình làm ra tiền nhưng mà cái tiền nó không đọng được, đúng không? Nó cứ thất thoát, nó cứ thất thoát, mà mình là cái người chăm chỉ, mình là cái người biết kiếm tiền. Hoặc là thậm chí là đôi khi là mình cũng là những cái người mà bế tắc trong cái việc mà kiếm tiền ấy. Và cũng là dành cho cái người phụ nữ mà cái kiểu như là cái đường tình duyên của mình ấy, cái đường tình duyên của các bạn ấy, nó không suôn sẻ nhá, nó không suôn sẻ. Cái thứ nhất là nhiều khi mình cứ bị cô đơn, cái thứ hai là đôi khi là cái kiểu như là có quen được cái người này người kia nhưng mà cái tình ấy, cái tình duyên nó không đọng. Nó không đọng. Nó hết cái này đến cái kia, nó xảy ra. Một là người ta chán mình, hai là mình chán người ta. Thứ ba là như kiểu là có cái người, kiểu như là có cái người thứ ba ấy, người ta cứ kiểu như là người ta cản trở ấy, hay là có một cái gì nó cứ vô hình cản trở mình ấy. Nó làm cho cái tâm lý của mình hay là của đối phương nó cứ lung lay, nó cứ thay đổi, nó không vững vàng. Thế đâm ra là nhiều khi là cứ nó cứ bong. Từ cái quen được cái người nào mà hơi được hơi duyệt duyệt một tí thì cứ một thời gian ngắn là nó không đọng. Thì các bạn hãy xem cái video này nhé. Các bạn xem video này. Video này là dành cho các bạn. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nói, mình phải nói luôn là như này nhé. Mình phải nói luôn, những cái bạn nữ nào mà bạn là những cái người mà chọn cái cách sống ấy, bạn chọn cái cách sống mà kiểu như là sống một mình ấy, bạn thích chọn cái cách sống độc thân cho nó thoải mái, cho nó dễ chịu, đấy là mình không tính. Còn những cái bạn nào mà bạn vẫn là những cái người ấy, bạn khao khát, bạn thích, bạn cần có một cái tình duyên nó tốt để cho cái cuộc sống của bạn có gia đình, có thế này thế kia, có cái người đàn ông, có một cái chỗ dựa tình cảm ấy, thì mình sẽ chia sẻ, các bạn hãy xem. Mình nói với quý vị, mình nói mọi người là như thế này này, mình nói mọi người là như này này. Cái gì cái nhá, kinh tế hay là tình duyên, tiền bạc hay là tình duyên, nó đều là quan trọng. Cuộc sống mà, cuộc sống nó có mấy cái điều quan trọng như vậy thôi. Bây giờ chúng ta thiếu cái gì là chúng ta đều cảm thấy là kiểu như là nó không ổn rồi, đúng không? Nó không ổn rồi. À mà mình nói là thế này này, cái video này mình, cái thứ nhất là mình sẽ chia sẻ về những cái nét tướng để các bạn nhận diện nhá. Cái người nào ấy, cái người nào thì cũng có cái nét đẹp nét xấu thôi. Thế đâm ra là các bạn ấy, nhiều khi những cái bạn nữ ấy, bạn cứ nghĩ rằng là mình là cái người ấy mà có nhiều cái nét tướng đẹp ấy, thì bạn đừng có chủ quan. Bạn cứ để ý đi, bạn để ý đi để bạn xem là mình có cái nét xấu, cái có cái nét nào mà nó chưa đẹp, mà cái tính cách của mình ấy nó cũng là như vậy. Các bạn biết để bạn chỉnh sửa thì không thừa nhá, chỉnh sửa thì không thừa. Đấy, thì bây giờ là mình nói tiếp là như thế này này. Một cái người phụ nữ ấy, mình nói cho các bạn là như này nhá. Các bạn thiếu tình hay là thiếu tiền, nó đều là không tốt. Không ai mong muốn, đúng không? Mình có cả tình cả tiền, cái cuộc sống của mình ấy nó bình an, nó hạnh phúc, có một mái gia đình, đúng không? Có người chồng, có người yêu, có người con, kinh tế thì đầy đủ, không phải lo lắng. Cái điều đó là cái điều hạnh phúc. Cái điều đó là cái điều mà mình nói bất cứ phụ nữ nào mong muốn, kể cả đàn ông thế thôi. Con người đã là con người, người ta đều mong muốn là như vậy. Nhưng mà tại làm sao mà mình cứ long đong này, cứ chật vật này, cứ mọi thứ nó như kiểu là nó không suôn sẻ, nó chưa suôn sẻ. Mình hết gặp cái này đến cái kia. Thế tại làm sao? Các bạn hãy chuẩn bị, các bạn lấy gương ra.
các bạn chuẩn bị, các bạn lấy gương ra để các bạn xem đi nhá, xem các bạn là có những cái nét tớ như thế này hay không. Mình nói nhá, thay đổi sửa tướng ở đây có cái nét tướng mà như thế này bạn cần phải chỉnh sửa ấy. Chỉnh sửa đây là gì? Chỉnh sửa cái tính cách ấy, các bạn nhớ nhá, chỉnh sửa cái tính cách, cái tư duy, cái suy nghĩ, cái hành động nó mới là quan trọng. Chứ còn cái bề ngoài các bạn, ok, các bạn thích chỉnh sửa cái bề ngoài các bạn cứ chỉnh sửa thôi, nhưng mà các bạn phải chỉnh sửa ấy, chỉnh sửa cái nội tâm bên trong là chính. Các bạn cứ để ý một cái điều là như vậy. Cái đầu tiên mình muốn nói là như này, các bạn nữ nhé, các bạn ấy hãy soi gương, các bạn xem cái gương mặt của bạn nào ấy mà nhìn nó cứ u buồn ấy, nhìn nó cứ như là nó buồn, nó buồn da diết, hay cái vẻ mặt của các bạn nó cứ kiểu như là như kiểu nhà các bạn đang có cái chuyện buồn ấy, mặt thì cứ như đâm lê ấy. Mặt thì cứ như là kiểu như là nhà nhà hay là họ hàng hay là những cái người thân xung quanh của mình có cái người qua đời, bạn buồn kiểu cái buồn đau thương, cái buồn nhìn mặt các bạn ấy nó cứ buồn rầu, buồn rười rượi. Các bạn để ý ngay nhá, các bạn để ý ngay những cái người phụ nữ, các bạn để ý ngay đi các bạn để ý ngay đi, xem các bạn có cái vẻ mặt như vậy hay không. Mình nói nhá, các bạn nữ mà có cái vẻ mặt mà kiểu như là lúc nào cũng kiểu như là u buồn buồn ấy, đau đau buồn buồn ấy, như kiểu nhà có tang ấy, thì các bạn hãy nhớ này này, cái cuộc đời, cái cuộc sống của các bạn ấy nhiều khi, đôi khi nó là kiểu như là cái cuộc sống của bạn hay gặp lo lắng trong cuộc sống, trong cái cuộc đời của bạn, trong những cái công việc hay là trong những tất cả những cái việc làm bạn ấy nó cứ bị trắc trở, nó không suôn sẻ, các bạn rất hay bất an, rất hay lo lắng. Nói chung ấy, khó mà thành công, kể cả là tiền bạc cho đến cái tình duyên, các bạn cứ nhớ đấy. Kỵ nhất đấy, mình nói nhá, cái gương mặt mà kiểu như là cái gương mặt mà lúc nào nó cũng héo ấy. Mình nói nhá, về về nhân tướng hay là về phong thủy, tất cả những cái gì mà nó héo ấy thì nó đi đôi với cả là cái đi xuống, các bạn nhớ nhá. Còn cái gì tươi ấy, thì nó là đi lên. Cái gì tươi ấy thì nó là may mắn, nó là lộc. Còn cái gì nó héo ấy, nó là tán tài nha, nó là suy xẻo. Các bạn nhớ đấy. Thế nên đừng bao giờ các bạn để cho cái nét mặt của mình nó héo. Đừng bao giờ để cái nét mặt của mình mà nó cứ buồn rề rượi. Các bạn tránh tuyệt đối. Cái người phụ nữ mà có cái nét mặt mà nó cứ buồn thương, nó cứ u ám, cái sắc mặt thì nó cứ u ám ấy, cái người này số người ta bần cùng lắm. Số bần cùng, số nghèo khổ. Các bạn thay đổi đi, các bạn thay đổi đi, các bạn thay đổi được đấy nhá. Mình nói này, trong cái video hôm nay ấy, thì một lát thì mình cũng sẽ, khi mình lược qua những cái nét tướng và những cái tính cách của bạn có ấy, thì một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ về những cái để cho các bạn ấy biết cách để các bạn thay đổi, biết cách để các bạn chỉnh sửa lại cho nó tốt hơn, các bạn cứ yên tâm nhé. Cái nét tướng thứ hai là như này này, các bạn để ý nhá, cái nét tướng thứ hai là các bạn xem cái ấn đường của các bạn ấy, đây này, cái ấn đường đây này, đấy, cái ấn đường này nó nằm giữa hai cái đầu lông mày đây này, các bạn xem cái ấn đường của bạn đi,
cái ấn tượng người bạn xem cái gì. Bạn xem cái gì ở ấn đường? Các bạn để ý nha, nếu như mà cái ấn đường của các bạn ấy nó mà bị nhỏ ấy, nó bị nhỏ ấy, nghĩa là hai cái đầu lông mày của bạn nó quá sát nhau ấy, nó sát nhau ấy. Mình nói nhá, bình thường một cái ấn đường ấy, hai cái đầu ngón tay của các bạn ấy nó vừa hai cái đầu ngón tay của các bạn thì là đẹp nhất nhá, nó là đẹp nhất. Còn nó dưới hai cái đầu ngón tay, thậm chí nó chỉ bằng một cái đầu ngón tay ấy, người ta gọi là ấn đường hẹp. Ấn đường hẹp nhá. Mà hơn nữa mình nói nha, nếu hai cái đầu lông mày của bạn ấy nó lại còn giao nhau nữa thì nó lại còn xấu hơn nữa. Thế ở đây, cái trường hợp ở đây thì mình nói là đây là ấn đường hẹp, nghĩa là các bạn nếu như hai cái đầu lông mày của bạn ấy, cái khoảng cách ấy nó chỉ bằng một cái đầu ngón tay của các bạn ấy, thì các bạn là cái người có ấn đường hẹp đấy. Thì các bạn hãy xem là như thế này này. Đây là cái tướng. Cái tướng này là cái tướng mà mình nói, cái tướng này là cái tướng mà kiểu như là về cái đường tiền bạc của các bạn ấy, nó không động, đôi khi nó không động, nó bị thoát. Những cái người mà ấn đường hẹp, phụ nữ mà ấn đường hẹp ấy, các bạn là những cái người nhiều tham vọng. Các bạn cũng là những cái người mà phải nói, đây là những cái người mà cái tham vọng ở đây nó là đôi khi nó là cái tham lam ấy. Bạn là cái người mà hay khép mình, bạn là cái người mà đôi khi bạn là cái người mà kiểu như là bạn hay nhạy cảm. Cái nhạy cảm ở trong bạn ấy đôi khi nó hơi bị đi quá. Các bạn hiểu là cái nhạy cảm là cái gì rồi. Cái nhạy cảm ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là nhiều khi bạn tiếp xúc với người này người kia ấy, mà người ta là những cái người mà trong cái câu chuyện của người ta ấy, đôi khi có một cái gì mà bạn cảm thấy không hài lòng, hay đôi khi có một cái gì mà người ta là những cái người mà người ta thẳng thắn ấy, người ta phê bình hay là người ta góp ý bạn, hay là đôi khi cái câu bông đùa của người ta thôi, nó không có cái ý gì, nhưng bạn ấy dễ bị kiểu như là nghĩ rằng đây là cái người mà người ta là những cái người có cái ác ý với mình. Nghĩa là cái người này là cái người mà có cái ý chưa tốt với mình. Các bạn nhớ đấy. Thế nên ý, các bạn trở thành cái người mà quá là nhạy cảm. Mà trong nhân tướng ý, người ta chỉ ra những cái người mà có cái lông mày ý, có cái ấn đường ý, mà nó hẹp ý, nó quá hẹp ý, họ thường là cái người mà hẹp hòi. Các bạn nhớ đấy, họ thường là những cái người hẹp hòi. Nói chung cái tâm tính thì nó kiểu như là cái người mà đã hẹp hòi thì các bạn biết là không rộng rãi, không rộng lượng. Mà cái người mà không rộng lượng, không rộng rãi thì đương nhiên là tất cả những cái mối quan hệ xung quanh ấy nó bị hạn chế đi rất nhiều. Cái quý nhân ấy rất ít. Các bạn phải nhớ là thế này này, người ta vẫn cứ có cái câu là như này này: nước trong quá thì không có cá, mà người xét nét quá thì cũng không có bạn. Xét nét nghĩa là hẹp hòi đấy. Cái người hẹp hòi là cái người đâu có bao dung đâu. Cái người không bao dung, không độ lượng thì lấy đâu ra bạn tốt. Con người thì ai cũng có cái ưu điểm và có cái nhược điểm, đúng không? Con người mà ai thế thôi, ngập còn có vết. Ai thế thôi. Bạn có cái tốt, bạn trong cái tốt bạn cũng có cái chưa tốt, cái chuyện bình thường. Thế chơi với nhau là phải hiểu, phải thông cảm cho nhau những cái điều như vậy. Phải bỏ qua bạn ý. Mình nói các bạn nhé, các bạn bỏ qua được cái lỗi của người khác ấy. Các bạn độ lượng, các bạn vị tha, các bạn thông cảm, các bạn thấu hiểu ấy, thì các bạn chắc chắn là những cái người mà được bạn độ lượng ấy, họ rất quý bạn, họ rất nể bạn. Bạn có việc gì bạn nhờ họ một câu, họ sẵn sàng họ giúp đỡ bạn. Chứ còn ở đây bạn cứ soi mói, bạn cứ xét nét, bạn cứ hẹp hòi, rồi cái ích kỷ, cái nhỏ nhen ở trong bạn nó cứ khởi lên ấy, thì bạn là cái người trong cuộc sống bạn thất bại. Trong cuộc sống những cái người mà hẹp hòi là những cái người thường là thất bại. Các bạn cứ nhớ đấy. Thế nên người ta bảo là sướng hay khổ là do bản thân mình.
sướng hay khổ cho bản thân mình ấy. Thế tại làm sao thay vì các bạn hẹp hòi, thay vì các bạn soi mói, thay vì các bạn kiểu như là kiểu cứ đố kỵ, cứ thế này thế kia, cứ tự ái, tự chấp vặt thế này thế kia mà các bạn không nhìn rộng ra vấn đề. Các bạn không nhìn rộng ra vấn đề. Đôi khi mình nói những cái lời, ví dụ như những người khác mà có những cái lời nói hay là có những cái thái độ gì mà với mình như này như kia ấy, thì mình nghĩ xem có đúng hay không. Nếu đúng ý thì âm thầm cảm ơn, mà chỉnh sửa lại. Người ta là cái tấm gương cho mình ấy. Nhờ có như vậy mà mình càng ngày mình càng hoàn thiện lên chứ, tốt chứ. Sao mà hẹp hòi, sao mà tức người ta, cảm ơn người ta không hết ấy. Phải cảm ơn chứ. Phải cảm ơn, thay đổi, mình cứ thay đổi dần dần ấy. Bạn cứ gần với những cái người mà người ta góp ý mình ấy, người ta sẵn lòng, người ta góp ý, người ta phê bình mình thế này thế kia ấy, thì bạn mới tốt được. Chứ còn bạn à, mà nói chung những cái người hẹp hòi thì lại ngược lại là những cái người mình nói các bạn thường là những cái người ưa nịnh kinh khủng luôn ý. Các bạn ý thì thường làm mồi cho những cái kẻ mà gian trá nhá, thường làm mồi cho những cái kẻ mà nịnh nọt. Các bạn ai mà nịnh các bạn một câu hay là thế này khen đều các bạn một câu là các bạn không biết cái gì luôn ý, các bạn không phòng được luôn ý. Các bạn không phòng được luôn, các bạn cứ nghĩ rằng là ok, đấy là cái người người này mới là người tốt thế này thế kia. Nhưng mà các bạn thử xem đi nha, khi mà người ta là những cái người nịnh bạn, người ta là những cái người mà khen đều bạn ấy, thì chắc chắn người ta muốn có cái gì từ bạn, các bạn cứ nhớ đấy. Còn cái người chân thành, người ta đâu cần cái gì ở bạn đâu, người ta chỉ muốn bạn tốt lên thôi, đúng không nào? Các bạn phải lưu ý cái điều đó. Thế nên ý, những cái bạn ý, mình nói những cái bạn mà kiểu như là ấn đường mà quá hẹp ý, thì các bạn cứ hãy nhớ là thế này này, kể cả về cái đường tình cảm ý nhá, về cái đường hôn nhân, về đường tình cảm ý, thì các bạn cũng phải lưu ý nhá. Bạn phải lưu ý, bởi vì thế này, trong cái quan hệ mà vợ chồng hay là người yêu hay là như thế nào ấy, bạn trai bạn gái bạn là cái người mà bạn không thoáng lên ấy nhá, bạn là cái người bạn không bao dung, bạn không độ lượng, mà bạn cứ soi mói, bạn cứ hẹp hòi, bạn ích kỷ, bạn nghi ngờ nghi kỵ thế này thế kia ấy, cái mối quan hệ đó ấy, rất ngột ngạt, đúng không, rất khó thở. Mà mối quan hệ mà ngột ngạt mà khó thở sẽ không tồn tại. Mà các bạn ấy, cái số của bạn ấy, bạn không cẩn thận là về già các bạn dễ là cái người mà cô độc. Các bạn cứ nhớ là như vậy nhé, các bạn cứ nhớ, nhất là mình nói, nhất là những cái người mà có hai cái đầu lông mày mà nó gần nhau ấy, mà nó cái ấn đường bạn hẹp ấy, mà nó đi kèm với cả cái khuôn mặt của các bạn ấy, nó lại không đẹp, cái khuôn mặt của bạn nhìn nó lại khó coi nhá, những cái đường nét, những cái bộ vị nhìn nó xấu, nó khó coi, thì các bạn càng là phải cẩn thận, càng phải thay đổi cái tâm tính của mình. Còn trường hợp mà ấn đường mà nó hẹp nhưng các cái bộ vị khác ấy nhìn nó còn đầy đặn, nó còn đẹp, mặt mũi nó còn sáng sủa, nó còn thế này thế kia, thì nó còn là đỡ. Các bạn nào ấy mình nói luôn là thế này này, trong những cái nét tướng hôm nay mà mình chia sẻ ấy, các bạn nào ấy có ít mà đúng cái tính cách như vậy, các bạn sửa ít, có nhiều thì sửa nhiều nhá, có ít sửa ít, có nhiều sửa nhiều để nó tốt lên. Đấy là cái chuyện mà nét tướng về cái ấn đường nhá. Ấn đường bạn nào hẹp bạn chú ý. Một cái điểm nữa là mình nói là thế này này, cái bạn nào ấy, bạn nữ nào ấy, cái trán ấy nó quá thấp quá hẹp, bạn để ý đi. Trán mà quá thấp quá hẹp. Ok, phụ nữ thì không cần phải quá cao quá rộng đâu. Riêng phụ nữ về cái trán thì không cần phải quá cao quá rộng. Bởi vì nếu như mà là phụ nữ mà trán quá cao quá rộng ấy, thì bạn thường là những cái người mà kiểu như là ok, bạn thông minh đấy, nhưng mà bạn thường là những cái người về gia thất. Về gia thất bạn dễ long đong. Thế nên phụ nữ ấy, đôi khi chỉ cần là trán không quá cao không quá rộng, nhưng mà đừng bao giờ quá thấp quá hẹp. Bởi vì nếu như các bạn là những người mà trán mà quá thấp quá hẹp ấy, thì các bạn cũng là những cái người mà kiểu như là các bạn thường là những cái người trông thế thôi cũng bướng bỉnh, cũng cố chấp, mà các bạn kiểu như là nó không nhạy bén, cái tư duy tất cả mọi thứ của các bạn ấy nó không nhạy bén,
các bạn phải nhớ là như vậy. Những cái người ấy, mình nói những cái người mình nói nhá, những cái người mà phụ nữ mà chán nó quá thấp quá hẹp ấy, các bạn thường là những cái người biết nói thế nào nhỉ, các bạn ấy, người ta gọi là thế này này, đa sầu đa cảm, đa sầu đa cảm. Mà nhiều khi các bạn ấy khó mà kiểm soát cái cảm xúc của mình lắm. Vui buồn các bạn rất khó mà các bạn kiểm soát cảm xúc mình. Đôi khi các bạn cũng dễ là cái người mà nóng nảy, các bạn cứ để ý đi. Bạn nữ nào mà chán mà quá thấp quá hẹp thì các bạn cũng cần phải để ý. Cần phải để ý, không về già cũng rất dễ cô độc, rất dễ mà rơi vào cái tình trạng mà cô độc. Các bạn cứ nhớ đấy. Mà mình nói luôn là thế này này, bây giờ để mình nói luôn là như này này, cái người phụ nữ ấy, cái người phụ nữ mà để mà, bây giờ mình nói về cái tình duyên trước nhá. Cái người phụ nữ ấy, mà muốn có được cái tình duyên đẹp ấy, thì cái đầu tiên họ phải có cái gì? Cái đầu tiên họ phải có cái gì? Họ phải có duyên, đúng không? Cái đầu tiên là họ phải là cái người có duyên chứ. Chứ vô duyên thì lấy đâu ra tình duyên, đúng không? Cái đầu tiên phải là có duyên. Các bạn cứ để ý đi. Thế phụ nữ có duyên thì phải là như thế nào? Mình nói đơn giản nôm na là như này thôi này. Mình nói nôm na đơn giản là như này. Bạn nữ nào nhá, mà bạn có những cái tính cách như này, bạn để ý nhá. Ví dụ bạn quen một người bạn trai đúng không, hay là bạn là con dâu đi, bạn về nhà chồng đi, đúng không? Trong cái bữa ăn nó có những món này món này món này, một đĩa thịt gà, ok, một đĩa thịt gà như thế này. Thế là bạn ngồi bạn ăn, cái thứ nhất bạn không nhìn ai, bạn chả mời ai, xong bạn gắp cái miếng thịt gà, bạn chả gắp cho ai, bạn gắp cho bạn. Nhưng cái quan trọng ở đây là gì? Bạn thôi thì bạn nhìn thấy miếng nào ấy thì bạn gắp dứt khoát, bạn gắp lên bát bạn là xong, là ok. Đường này bạn đảo, bạn bới bạn tìm, xong bạn gắp cái miếng của bạn, mà bạn lại cho to tầm mồm, hay là bạn cầm tay bạn bốc, bạn nhai có nghiến, bạn không để ý với một ai, thế vô duyên chưa? Đấy, thế mình hỏi các bạn, như thế đã là vô duyên chưa? Vô duyên chưa? Vô duyên rồi còn gì nữa, ai chấp nhận được bạn? Mình nói nhé, bạn có đẹp, bạn có xinh bao nhiêu, bạn có đẹp bao nhiêu ấy, mà bạn mà có cái kiểu, cái phong cách như thế, không bao giờ bạn có được cái tình duyên tốt đẹp. Mình nói các bạn, những cái người như các bạn ấy, cái tính cách kiểu như vậy, các bạn thường là những người rất ích kỷ. Cái trình độ, cái suy nghĩ, cái tâm của bạn ấy, cái độ lượng, cái bao dung, cái quan tâm đến người khác của bạn ấy, nó quá kém luôn. Những cái người như bạn thì có khi làm cái việc gì chỉ có lợi cho bản thân thôi. Bạn chỉ quan tâm đến chính bạn thôi, không hề quan tâm đến một ai luôn, không cần để ý đến ai. Ích kỷ mà thiếu hiểu biết nữa. Cái người mà ngồi cả gia đình nhà chồng, gia đình nhà người yêu, hay là ngồi trong một cái mâm mà rất nhiều người, mà các bạn có cái kiểu như vậy, từ cái ăn uống rất nhỏ như vậy, người ta đã đánh giá được bạn rồi. Bạn như thế thì làm gì có duyên. Bây giờ mình hỏi các bạn nhé, ok, các bạn ngồi với những cái người bình thường, người tuỳnh toàn, người ta không để ý, thì ok, người ta cũng có cái gì, người ta đã khó chịu với bạn rồi đấy. Nhưng mà bạn ý mà ấy, ra mắt nhà chồng, ra mắt nhà người yêu hay thế này thế kia, mà nhất là gia đình nhà người ta là những cái người gia đình ấy gia giáo nhá, là gia đình nhà mà kiểu như là có đạo đức, có nề nếp, có học. Người ta nhìn bạn như thế, người ta vãi linh hồn ra, người ta sao người ta dám cho con người ta quan hệ với bạn. Bạn có đẹp đến thế nào, bạn có xinh thế nào, như mà cái phong cách như thế thì, đúng không? Cái thứ nhất người ta đánh giá luôn bạn là cái người ok, ích kỷ rồi. Cái thứ hai người ta đánh giá gia đình bạn ấy, người ta đánh giá gia đình bạn có khi là cái người sinh ra bạn ấy chưa biết cách mà dạy dỗ bạn, chưa biết cách dạy dỗ thì mới thế chứ, đúng không?
thế làm sao người ta dám người ta ưng ý được, đúng không? Hơn nữa sau này bạn là cái người mà tính cách bạn như thế, bạn về bạn lấy chồng về, có khi chồng bạn thì hầu bạn chả xong, đúng không? Bạn đẻ con ra, con bạn vứt chồng vứt trơ, bạn làm cái gì? Những cái người mà cái kiểu như là ích kỷ, không quan tâm đến người khác hay không biết chăm sóc người khác như thế, nhất là phụ nữ duyên dáng như thế thì quá kém nhá. Mình nói các bạn cái duyên dáng quá kém, thế là các bạn vô duyên. Một cái điểm nữa chẳng hạn là như này này, để mà nói về cái người phụ nữ mà vô duyên ấy, cái bạn mà cũng vô duyên thì nghĩa là cái tình duyên các bạn nó cũng không đọng ấy, thì các bạn cũng là những cái người, ví dụ các bạn ngồi, các bạn đặt chân đặt tay và các bạn ngồi cái chân tay bạn ngồi, bạn cứ rung chân rung đùi đủ các kiểu, rung tay rung chân rung đùi đấy, các bạn để ý đi, các bạn cứ rung 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 rung, nghĩa là cái kiểu những cái người mình nói ok, những cái bạn ấy mà rung tay rung rung chân rung đùi thế này thế kia, ok, các bạn là những cái người, các bạn cũng là cái người thông minh đấy, các bạn cũng là những cái người thoải mái, cũng sảng khoái, cũng rộng rãi, nhưng ở các bạn ấy kiểu như là cái tâm ấy, cái tâm của các bạn nó không định được. Cái tâm nó không định, mà những người hay rung chân rung tay rung đùi thì thường là những cái người mà kiểu như là người ta không không kiềm chế được cái cảm xúc của người ta, người ta không kiềm chế được. Đôi khi nóng nảy vội vàng, nói chung những cái bạn mà hay rung chân rung tay rung đùi nhiều khi cái lộc ấy nó rất bị thoát, dễ thoát. Mình nói cả đàn ông cả phụ nữ đều như vậy đấy, chứ đừng chứ không phải riêng là phụ nữ đâu. Nhưng mà tuy nhiên là hôm nay là cái video hôm nay là mình chia sẻ về phụ nữ. Thế đâm ra là các bạn nữ, các bạn mà có những cái thói quen như vậy các bạn cũng cần phải để ý. Mà mình nói thêm nữa là như thế này nha, những cái bạn ấy, những cái bạn nữ ấy, mà cái trán của bạn ấy nó thấp nó hẹp ý, các bạn cũng là những cái người mà để nói, các bạn cũng là những cái người mà ít lộc lắm trong cái chuyện công việc may mắn làm ăn thế này thế kia ấy, các bạn cũng là cái người mà ít lộc. Hơn nữa cái kiểu như là bạn cũng là cái người mà bạn bạn không tính toán được, bạn không lên kế hoạch, bạn không tổ chức, bạn không tiết kiệm được, bạn không biết quản lý tài chính đâu. Bạn là cái người mà thường thường là bạn không nhìn sâu nhìn xa nhìn rộng vấn đề, hôm nay bạn kiếm được bao nhiêu thì nhiều khi là bạn cứ tiêu xài theo cái mục đích của bạn ấy, cái ý muốn của bạn ấy, cái ý thích của bạn ấy, các bạn cứ để ý. Mà những cái người mà không kiểm soát được chi tiêu, những cái người như vậy là những cái người mà bạn có kiếm được bao nhiêu tiền thì bạn cũng chi tiêu, bạn không để lại được cái gì, cái đó là cái thiệt thòi đấy. Các bạn cứ để ý những cái người mà chán, phụ nữ mà chán tấp chán chán hẹp ấy, bạn cứ tiêu. Mình nói như lương một tháng bắt kiếm được 10, bạn tiêu đến 9 đến 10 đến 11 luôn, bạn chả để gì cho bản thân cả. Bạn cứ để ý đi. Bạn cứ như kiểu là thôi thì cứ như thế nào thì như ngày mai, như thế nào thì là ngày mai, nhưng mà hôm nay tôi làm thì tôi phải hưởng, tôi có tiền tôi phải tiêu thế này thế kia. Nói chung là bạn là cái người mà cũng dễ chủ quan. Thế bạn phải nhớ một cái điểm là như vậy. Bây giờ mình lại nói thêm là thế này này, cái chuyện vô duyên mình nói với các bạn nhé, để mà nhận biết một cái người phụ nữ vô duyên ý, nó không khó nhé, nó không khó. Các bạn nữ các bạn hãy để ý là như này này, những cái người mà nữ mà vô duyên ý, thì họ thường là những người họ gặp cái khó khăn trong cái vấn đề mà giao tiếp ấy. Các bạn cứ để ý đi, nghĩa là họ thường là những cái người mà kiểu như là khi mà giao tiếp với người khác, người này người kia, họ không tự tin, nghĩa là họ hay gặp những cái bối rối, họ gặp người này người kia mà họ muốn trình bày những cái quan điểm, những cái lời nói, hay là những mở đầu câu chuyện, hay là bất cứ một cái gì họ rất hay lúng túng bối rối, họ không biết họ phải bắt đầu từ đâu ấy. Họ không biết là nói thế nào mà để cho người ta hiểu, hay là tạo cái câu chuyện nó là như thế nào. Nghĩa là trong giao tiếp đầu tiên các bạn cứ để ý là những cái người mà phụ nữ mà kém duyên ấy, bao giờ họ cũng là những cái người ấy, trong giao tiếp họ rất kém, cái khả năng giao tiếp rất kém, không tự tin, có khi họ còn sợ giao tiếp ấy. Nhiều khi kiểu như là cái giao tiếp của họ, họ không thoải mái, họ không thoải mái, họ như cảm thấy là mình ở mình nó có một cái gì đó, nó cái lời ăn tiếng nói, cách đi vào chuyện nó không trơn, nó không tự nhiên, nó cứ vấp 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 vấp, nó vấp.
các bạn nhớ đấy, có nhiều người phụ nữ rất đẹp, mình nói có nhiều người phụ nữ rất đẹp, rất xinh, nhưng họ lại kém duyên, kém duyên, không biết giao tiếp, thiếu hẳn đi cái khả năng mà biểu lộ cái cảm xúc của mình, thiếu hẳn cái việc đó. Nhìn thì rất đẹp, nhìn thì rất xinh, nhưng mà mình nói nhá, những cái bạn nữ như vậy, cái cuộc sống của các bạn ấy, cái số phận của các bạn ấy khá long đong. Mình nói kể cả là tình duyên khá long đong đấy. Ok, có thể vật chất bạn có đấy, vật chất bạn có đấy, bạn có đầy đủ đấy, nhưng về tình duyên ấy, khá long đong, khá lận đận. Các bạn hãy nhớ là như vậy. Bạn phải tập đi, bạn phải rèn luyện đi, rèn luyện cái khả năng mà giao tiếp, rèn luyện cái khả năng mà biểu lộ những cái cảm xúc, cái tình cảm, những cái mình muốn nói. Cái đó là bạn phải luyện chứ. Sinh ra làm sao mà tự có được. Bạn đã có cái ưu điểm, có cái lợi thế là nhìn bạn đẹp, bạn xinh. Nhưng mà bạn cứ kiểu như là xinh, nhìn đôi khi trong lòng bạn đâu có gì đâu, nhưng mà nhìn cái vẻ bạn không biểu lộ, bạn không biết cách bộc lộ ấy, thì đôi khi nhìn bạn lại bị lạnh lùng. Nhìn nó lại bị lạnh lùng, nhìn nó lại bị trơ trơ ra. Ừ, mà trơ trơ mà lạnh lùng ra thì nhiều khi rõ ràng nó là thiệt thòi. Các bạn cứ nhớ là thế này này. Mình nói các bạn nữ là như này này, cho dù nhá, mình nói nhá, các bạn là cái người đẹp như thế nào, xinh như thế nào ấy nhá, bạn là cái người có tiền như thế nào, bạn cứ để ý là như này này. Bạn thử để ý nhá, khi bạn ngồi trên một cái ô tô, bạn ngồi trên cái ô tô đẹp, bạn đi đường, bạn đi trong phố thế này thế kia, nhưng chỉ có một mình bạn ngồi ở trong một cái ô tô đẹp thôi nhá, chỉ có mỗi mình bạn thôi, và bạn nhìn ra ngoài đường ấy, bạn thấy có những cái cặp đôi người ta đi những cái xe máy bình thường thôi, xe máy ít tiền thôi, nhìn rất giản dị, nhưng mà người ta là đi có đôi có cặp, người ta ngồi, người đàn ông ngồi trước cầm lái, người phụ nữ ngồi đằng sau ôm, rất tình cảm, rất thắm thiết, mà người ta chỉ có cái xe máy ít tiền thôi. Thế bây giờ mình hỏi các bạn có chạnh lòng hay không? Các bạn có chạnh lòng hay không? Cái này thì nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Ok, cái này nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Đôi khi để mà có được cái này thì chúng ta lại phải hy sinh cái kia. Thì nói chung cái vấn đề này nó sẽ liên quan đến nhiều thứ lắm. Nhưng mà tuy nhiên là như thế này này, nó có một cái chung là như thế này này. Các bạn hãy nhớ, có một cái chung là như này này. Nhiều khi, khi mà chúng ta ấy, chưa có cái gì, thì chúng ta đôi khi chúng ta lại dễ hòa đồng, đúng không? Chúng ta lại kiểu cái tôi, cái bản ngã chúng ta ấy, chúng ta hạ xuống, chúng ta dễ chấp nhận người này người kia. Nhưng mà đến khi tự dưng chúng ta có một cái gì rồi ấy, thì đâm ra là nhiều khi trong cái tư tưởng chúng ta lại kiểu như là sinh ra một cái là có là phải giữ, có là sợ mất. Xong rồi sinh ra cái tâm là kiểu như là ảo tưởng sức mạnh. Sinh ra cái tâm là kiểu như là phân biệt. Sinh ra cái tâm là phải kiếm một cái người nào phải tương xứng hoặc là hơn hay là như thế nào. Thế chính vì như thế khiến cho các bạn rơi vào cái tình trạng cô độc. Cho dù các bạn rất đẹp, cho dù các bạn rất xinh đấy, đôi khi nó kiểu như vậy đấy. Thế mình nói các bạn nhé, đôi khi nhá, cái tình duyên mà nó không đọng ấy, nó cũng nằm ở trong những cái tư tưởng, nằm ở trong những cái suy nghĩ như vậy. Các bạn cứ nhớ, đúng không nào? Các bạn cứ để ý đi. Thế nên bạn nữ nào ấy mà là những cái người mà kiểu như là bạn là cái người đẹp, bạn là cái người thế này thế kia, bạn là cái người có tiền, có công việc ổn định, như đủ các kiểu, nói chung bạn là cái người mà ổn định về kinh tế, về các thứ, ngoại hình các bạn không có cái gì là chê trách, nhưng bạn vẫn là cái người thiếu đi cái tình duyên, bạn lại xem lại cái tư tưởng của bạn nhá, xem lại cái tư duy của các bạn ấy. Mình nói nhá, thà nhá, bạn chẳng có gì nhưng bạn có cái tình cảm người này người kia, thế này thế kia, có đôi có cặp thế này thế kia, nó vẫn hạnh phúc hơn. Vẫn hạnh phúc hơn là bạn ngồi trên một cái đống tiền mà bạn cô đơn lạnh lẽo, đúng không? Không có tình cảm, không có lấy một cái người mà kiểu như là có cái sự chân thành từ đấy, mình có sự yêu thương mình, đúng không? Đúng không? Các bạn để ý đi. Các bạn cứ để ý đi. Rồi là thế này là những cái người phụ nữ vô duyên ấy thì họ cũng thường là như này này, họ thiếu hẳn đi cái khả năng mà đọc tình huống. Nghĩa là họ không nhanh nhẹn đâu. Mình nói ví dụ đơn giản là như này nhá. Họ là những cái người mà có những cái người bà con ở phương xa về thăm, hay là có những cái người bạn
người bạn người bè mà về thăm họ thế này thế kia ấy, đi cả một cái chặng đường dài, đúng không? Trời thì nắng đôi mệt mỏi, tay chân người ngợm nhìn vã hết mồ hôi, nhìn có vẻ là mệt mỏi thế này thế kia, đến thăm họ, ok. Cái trước tiên nếu như họ là cái người mà đọc được, họ hiểu được ý, họ phải vồn vã mời vào đây, cái khu vực mà vệ sinh đây, nhà tắm đây, thế này thế kia, và rửa ráy mặt mũi chân tay cho nó mát, ra uống cốc nước cho nó mát, thế này thế kia, thì không, không đọc được, cứ lì lì lợm lợm cái kiểu gì, nghĩa là như là kiểu như là không thiếu hẳn cái cảm nhận. Họ như kiểu là họ gặp người này người kia mà họ thiếu cái cảm giác, họ thiếu cái kiểu như là đặt mình vào người ta ấy. Ừ. Cái người như thế là cũng là cái người mà kém duyên đấy. Các bạn cứ để ý đi. Mà mình nói với các bạn là thế này này, cái duyên hay là không cái duyên ấy, chúng ta học được mà. Chúng ta sinh ra ấy, ok. Có những cái người mà sinh ra họ là những cái người mà có cái duyên sẵn. Ừ. Có những người sinh ra đã là những người có cái nét duyên ngầm thì nó cũng có cái tính cách duyên. Nhưng mà đa phần, mình nói đa phần là chúng ta đều có thể là chúng ta học được, đúng không? Bạn thiếu quan tâm đến người khác, bạn thiếu cái sự mà đồng cảm với người khác thì là cái duyên bạn nó kém rồi. Ừ. Cái duyên bạn kém rồi. Mà cái duyên kém thì các bạn biết rồi. Cái duyên kém mình nói cho các bạn nhé. Bạn có cái duyên ý nhá, thì cái người nào mà người ta gần bạn ấy, người ta sẽ ở bên bạn được lâu. Còn bạn mà vô duyên ấy, bạn có đẹp đến mấy, bạn xinh đến mấy ấy, người ta chán ngấy chán ngắt bạn luôn ấy. Bạn cứ để ý đi. Thế nên ấy, cái tình trạng mà phụ nữ mà kiểu như là đẹp mà vô duyên ấy, mà sống đơn độc ấy, nó quá nhiều luôn. Thế mà không còn biết đường, không biết đường mà nhìn lại mình, không biết đường mà chỉnh sửa đi. Đây là mình nói nhé, cái trường hợp nào bạn nào ấy, bạn chọn cái cách sống ấy, nó bình an, nó yên tĩnh, nó đơn độc, thì mình không nói nhé. Mỗi người có một cách chọn, đúng không? Mình không nói, nhưng mình đang muốn nói ở đây là những cái bạn nào ấy, bạn không muốn thế, nhưng bạn bị thế, thì mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn nhìn xem là mình có những cái như thế này hay không, để các bạn thay đổi một tí, đúng không nào? Rồi là cái gì nữa nhỉ? Rồi là cái bạn nữ nào nhé, mình nói các bạn nhé. Một cái điểm như thế này nữa là các bạn phải nhớ là các bạn cũng là cái người mà kiểu như là thiếu đi cái duyên một cách trầm trọng là như này này. Trong khi giao tiếp với người này người kia nhá, trong khi giao tiếp với mọi người, các bạn là những cái người các bạn thiếu đi cái khả năng mà nghe chuyện. Ừ, các bạn không chịu lắng nghe người ta một cách kiểu như là chăm chú hay là chân thành đâu. Người ta mà nói chuyện nhiều khi các bạn lại nhảy bổ vào mồm người ta ấy. Các bạn nói chuyện bạn lại chen, các bạn lại cắt lời, ngắt lời. Các bạn thích trình bày cái quan điểm của các bạn ấy. Các bạn không chịu khó mà các bạn lắng nghe. Nếu có lắng nghe, có nghe, các bạn cũng không chân thành. Cái kiểu nghe của các bạn nghe cái kiểu gì đấy, vô duyên ấy. Không chăm chú, không chân thành. Ừ. Mà có khi các bạn lại là những cái người mà các bạn nói nhiều hơn, các bạn thích nói hơn ấy. Các bạn thích nói hơn ấy. Thích nói hơn là nghe. Như người ta, mình nói cho các bạn nhé, nếu là phụ nữ mà có duyên ý, các bạn cứ để ý đi, họ giao tiếp ý, ok, họ lắng nghe lắm, chịu khó lắng nghe lắm. Tuy nhiên thì mình vẫn cứ nói là như này này, nếu mà để mà xét cái gì cái nó phải tùy tình huống nhé, để mà xét ví dụ là như này nhé. Khi mà chúng ta gặp một cái người phụ nữ ý, nhá, mà cái người phụ nữ nào là những cái người ấy, họ là mộc mạc này, rồi họ là những người họ nói nhiều này, họ thích chia sẻ này, họ thích nói ra những cái mà kiểu như là cái quan điểm của họ này, cái suy nghĩ của họ này, họ là những người kiểu họ cởi mở ấy, họ không có một cái bức tường, không có một cái rào cản gì ở trong cái tâm lý, chứ không có, không tạo ra một cái khoảng cách gì mà khi giao tiếp ấy, thì họ lại là những người rất có kiến thức. Các bạn cứ để ý, cái người phụ nữ có kiến thức, đương nhiên họ là những người mà thích chia sẻ, họ là những người mà đôi khi là lắm mồm, nhưng mà cái lời ăn tiếng nói của họ ấy, họ nói cái câu nào ấy nghe đều là hay, đều là thích, đều là bổ ích, đều mang lại cái lợi cho người khác.
cái câu chuyện của họ ấy, thì luôn luôn là cái câu chuyện mà nói về bạn, chứ câu chuyện của họ, họ không nói về họ. Ừ, thế bây giờ mình hỏi các bạn nhé, bây giờ các bạn giao tiếp, cái người nào nói chuyện với các bạn ấy, người ta thích nói về cái câu chuyện của bạn thì bạn thích không? Người ta thích hỏi bạn ấy, thích hỏi về những cái thành tích của bạn. Ừ, người ta nhìn ra những cái điểm mạnh của bạn, rồi người ta cứ xoay quanh những cái câu chuyện về bạn. Bạn thích không? Thích quá còn gì nữa. Thế bạn có quý không? Quý quá còn gì nữa. Ừ, bạn quý quá còn gì nữa. Thế bạn gặp cái người đàn ông như thế, bạn có yêu không? Chả yêu chết đi được còn gì nữa, đúng không? Cái người đó là người giỏi giao tiếp, đấy là cái người có duyên. Chính vì vậy bạn phải xoay lại vấn đề. Bạn phải xoay lại vấn đề, bạn xem bạn là cái người như thế nào. Khi bạn nói chuyện với người này người kia, người này người kia, bạn giao tiếp, bạn xem bạn có phải là cái người bạn biết cách lắng nghe không. Bạn nghe người ta, bạn có thành thật, bạn lắng nghe người ta, bạn nghe kiểu chân thành chăm chú không, hay là bạn nghe cái kiểu giả tạo, hay là nghe kiểu nghe cho xong bạn không để vào đầu. Ừ, bạn không tập trung, bạn không thấu hiểu được người ta, không biết người ta đang nói cái gì. Ừ, như thế thì bạn làm gì có duyên, mà ngắt lời là không có duyên rồi. Ừ, bạn cứ nhớ đấy, bạn cứ nhớ đấy, bạn mà nói chuyện với ai mà bạn cứ chăm chăm, bạn cứ chỉ trình bày quan điểm của bạn, bạn muốn người khác phải hiểu mình, muốn người khác phải nghe câu chuyện của mình, thì bạn cứ yên tâm, người ta chán ngắt bạn lúc nào không biết ý. Bạn cứ nhớ đấy, cái đấy là cái tối kỵ đấy. Cái người khôn ngoan, người ta giao tiếp, người ta nói chuyện, người ta mong được nghe nhiều, mong cho người khác được thể hiện cái quan điểm của người ta nhiều, mong cho người khác được nói nhiều, còn không xong. Còn không xong, đường này bạn cứ thích trình bày, thích thể hiện. Bạn thích trình bày, bạn thích thể hiện, cuối cùng là xong cái câu chuyện ấy, người ta cũng chẳng quý bạn đâu mà. Giao tiếp mà người ta không quý mình thì giao tiếp để làm gì? Giao tiếp để làm gì? Bạn chứng minh, chứng tỏ bạn hơn người thì để cho người ghét à? Thế bạn chứng tỏ làm gì, chứng minh làm gì, thể hiện làm gì, đúng không? Đấy, thế nên bạn nữ nào ấy mà có những cái như vậy mà các bạn ấy rõ ràng các bạn đẹp nhá, rõ ràng các bạn xinh ấy, các bạn cũng có điều kiện đấy, nhưng mà các bạn lại là những người mà kiểu như là trong cái tình duyên các bạn không động ấy, các bạn xem, các bạn chú ý xem là cái cách giao tiếp của mình nó là như thế nào. Cách giao tiếp của mình nó là như thế nào, đã ok chưa? Đã khiến cho cái người nói chuyện với mình, cái người nghe chuyện với mình ấy, nó ổn chưa? Hay là để cho người ta mệt mỏi, để cho người ta khó chịu? Nó ảnh hưởng đến cái duyên. Một cái điểm nữa là như thế này này, bạn để ý này, những cái bạn nữ nhá, mình nói nhá, những cái bạn nữ nào ấy mà các bạn để ý là những cái ở dưới cái bọng mắt của bạn ấy, nó là khu lệ đường của các bạn ấy, mà nó cứ thâm đen lên. Nó cứ thâm đen lên đó, nó xám xịt, nó cứ thâm đen lên ấy, thì các bạn cũng để ý, các bạn thường là những cái người mà trong cái vấn đề mà tình duyên hay là thế này thế kia, các bạn cũng dễ kiểu như là trắc trở lắm. Trừ những cái trường hợp, mình nói trừ trường hợp bạn công việc, bạn thức đêm thức hôm, hay là bạn ốm đau bệnh tật thì mình không nói. Nhưng mà còn lại, nếu như bạn là những cái người mà kiểu như là cơ thể bạn bình thường thế này thế kia ấy, thì nếu như bạn mà xuất hiện những cái kiểu như là cứ về cái khu lệ đường của các bạn ấy, khu bọng mắt các bạn ấy nó cứ thâm đen lên ấy, thì chắc chắn là bạn là những cái người mà, nói chung mình nói các bạn cũng là những cái người mà đôi khi các bạn là những cái người nó thiếu sự trung thủy. Nếu không phải là làm việc đêm hôm, nếu không phải là có bệnh có tật, nếu không phải là bị mất ngủ nhiều thế này thế kia ấy, các bạn thường là những cái người mà kiểu như là cái lĩnh vực chăn gối của các bạn ham hố quá nhiều. Và những người phụ nữ có tướng như vậy nhé, mình nói nhé, họ là những người mà thường họ là những cái người đàn ông nào tiếp cận ý, mà muốn gần gũi thế này thế kia ấy, họ là những người cái năng lực từ chối họ rất kém, họ rất kém. Bởi vì cái lĩnh vực đó, họ luôn chìm đắm ở trong lĩnh vực đó. Bạn cứ nhớ đấy, họ luôn chìm đắm ở trong lĩnh vực đó. Đấy, các bạn phải xem lại. Mà chính vì vậy mình nói cái gì thì cái, các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn không động lại một ai ấy. Các bạn là những người, người ta gọi là cái người phụ nữ lăng nhăng ấy.
Bạn là cái người mà lăng nhăng, bạn là cái người không chung thủy thì bạn lấy đâu ra cái tình duyên nó đọng, đúng không? Không bao giờ, không bao giờ một cái người phụ nữ mà lăng nhăng mà lại là những cái người mà có cái kết cục đẹp, là những cái người mà có cái có hậu trong cái vấn đề mà tình duyên hay là hôn nhân, các bạn cứ nhớ đấy. Ừ, các bạn là như thế thì các bạn cứ yên tâm là các bạn sẽ không có một ai đâu, lắm mối thì tối nằm không, bao giờ cũng thế thôi. Đấy, các bạn cứ để ý đi nhá, các bạn cứ để ý cho chính bản thân mình đi. Nếu mà có ấy, mà muốn cái tình duyên nó đọng ấy, các bạn thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái tư duy của mình. Ừ, thôi mà nó ít mà nó chất lượng thì thôi ok, chứ nhiều mà không chất lượng thì các bạn nhiều để làm gì, cái gì thì cái xong thì nó cũng thôi, nó cũng mất, nó cũng hết, có cái gì đâu. Ừ, tự dưng mình cứ là cái người mà cứ nó không ổn định, nó không cố định, lúc nào cũng trong cái tình trạng mà phải đi tìm thế này thế kia, mệt đúng không? Một cái điểm là như thế này nữa này, cái điểm là như thế này nữa, cái điểm này thì mình nói về cái chuyện mà cái người phụ nữ mà kiểu như là về cái chuyện mà tiền nong người hơi kém một tí, thì các bạn để ý, các bạn nữ các bạn xem là các bạn là xem cái tai của các bạn ấy, cái dái tai của các bạn ấy, dái tai của bạn, các bạn xem là nó dày hay là nó mỏng. Ừ, các bạn để ý đi, mình nói các bạn nhận, nếu như bạn nữ nào ấy mà cái dái tai của bạn nó mỏng ấy, các bạn là những người hay lo lắng lắm, các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn làm cái gì các bạn hay sợ hãi hay là nhút nhát lắm, các bạn là những cái người mà kiểu như là thiếu đi cái bản lĩnh, thiếu đi cái dũng khí. Các bạn cứ để ý đi, nếu dái tai của các bạn nó mỏng, nói chung ý, cái người phụ nữ mà dái tai mà mỏng ý, công việc hay là sự nghiệp hay là trong tất cả mọi thứ rất là khó khăn, các bạn không dám làm, các bạn không dám nghĩ, không dám làm. Ừ, các bạn làm cái gì các bạn hay sợ, mà cái gì mà không dám nghĩ, không dám làm hay sợ hay lo lắng hay bất an ấy, làm sao mà làm được cái gì, mà không làm được cái gì lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra kinh tế, đúng không? Các bạn để ý đi, đúng không, đúng không nào? Thế nên ấy, mình nói các bạn là thế này là những cái bạn nữ mà có cái dái tai mà nó mỏng, nó nhỏ ấy, mà nó mỏng ấy, dái tai mà nó không dày ấy, thì các bạn bớt lo đi, bớt lo lắng đi, bớt sợ đi, làm cái gì mạnh mẽ lên. Ừ, mình nói các bạn cứ vượt qua cái bản thân của mình đi, vượt qua cái nỗi sợ của mình đi. Một lần, có một lần thì sẽ có hai lần, có hai lần sẽ có ba lần, và dần dần nó trở thành cái thói quen. Thế thì cái cuộc sống của các bạn nó mới ok được, đúng không? Các bạn thấy là có cái người nào là người ta thành công là người ta kiểu như là người ta sợ này sợ nọ đâu, sợ khó sợ khổ đâu. Ừ, người ta chỉ sợ làm sai thôi, làm sai đường thì bao nhiêu, có bao nhiêu thì cũng hết bấy nhiêu, mất bấy nhiêu thôi. Người ta chỉ sợ người ta làm sai thôi, còn khó khăn hay gian khổ hay là cái công việc hay áp lực người ta ok hết, đâu sợ gì. Mà làm cái gì mà thời gian đâu mà cứ để mà lo lắng, không đi làm sao mà đến được. Bạn cứ nằm một chỗ, bạn ngồi một chỗ, bạn nằm một chỗ, bạn ngồi một chỗ, bạn nghĩ ra cái việc gì mà chẳng có rủi ro. Ừ, cái việc gì mà không có rủi ro, cái việc gì mà không có khó khăn, bạn có nghĩ ra thì hàng trăm hàng nghìn việc. Bạn chưa đủ nghị lực, chưa đủ ý chí, bạn sợ, bạn không, nói chung bạn cảm thấy bạn không tự tin vào cái công việc của bạn thì bạn lắm lý do lắm. Nhưng bạn một khi bạn đã cố tình bạn vượt qua, bạn biết là thế này thế kia ấy. Ừ, bạn vươn lên, bạn vượt qua, bạn có ý chí thì bạn sẽ là những cái người mà bạn bắt tay và bạn làm luôn, không có lý do lý chấu gì. Ừ, thế nó mới thành công, đúng không? Các bạn để ý đi, thế mới thành công chứ. Chứ còn sợ, bây giờ mình hỏi các bạn để ý, toàn những cái người nghèo, toàn người đói, toàn người khó khăn, người ta có cái gì là người ta không sợ đâu, cái gì người ta cũng sợ. Từ cái ánh mắt của thiên hạ nhìn người ta cũng sợ. Ừ, từ những cái lời nói khen chê vớ va vớ vẩn người ta cũng sợ. Sợ cái gì? Thế bạn đói là
bạn đói, là bạn biết, đúng không? Cái người thân của bạn ấy đói thì là bạn biết, những người thân biết, đúng không? Thế họ có biết đâu, họ khen, họ chê bạn, ảnh hưởng gì đến bạn? Công việc bạn cứ làm đi, sau này bạn thành công, bạn thế này thế kia thì họ muốn chê bạn còn khó, đúng không? Mà bạn sống cho bạn, sống cho gia đình bạn, sống cho những người thân của bạn, chứ bạn cứ sống gì cho những cái ánh mắt, những cái lời nói của thiên hạ chê bai thế này thế kia, bạn để ý làm gì? Bạn để ý làm gì, đúng không? Bạn làm cái gì thì bạn làm đi, bạn sợ cái gì? Ừ, bạn sợ cái gì? Sợ người ta coi thường bạn à? Bạn không làm cái gì rồi ấy, bạn rơi vào cái tình trạng luôn khốn đốn ấy, thì lúc đấy bạn phải tự xấu hổ đến chính bản thân bạn ấy, chưa đợi đến người khác và coi thường bạn. Ừ, chả ai coi thường cái người chăm chỉ cả. Bạn làm cái gì cũng được, bạn cứ chăm chỉ, bạn nỗ lực, bạn tự tin. Ok, việc gì ra tiền là bạn làm. Vấn đề không đi ăn cắp ăn trộm, không đi lừa đảo là được, sợ cái gì? Thế nên mình nói những cái bạn nào ấy, bạn nữ ấy, mà dái tay của bạn nó mỏng ấy, mạnh mẽ lên nha, dũng cảm lên, dũng khí lên, đừng có sợ, bớt lo đi, đừng có lo. Lo không giải quyết cái gì, không giải quyết cái gì đâu, đừng có lo, cứ làm đi nha. Một cái nét tướng nữa là như thế này này, bạn nữ nào ấy, bạn xem cái mũi của bạn. Ừ, bạn xem cái mũi của bạn là như thế này này. Cái mũi của bạn ấy nhìn nó có bị lộ xương hay không? Thứ nhất là cái sống mũi, nhìn cái xương của bạn nó bị gồ, nó bị lộ hay không? Cái thứ hai là cái mũi của bạn ấy nó bị lệch, nó bị vẹo, nó bị lệch. Đôi khi nhìn nó hơi như hơi vẹo một tí thôi, bạn cũng phải tinh ý bạn nhìn. Ừ, bạn để ý đi. Mình nói với các bạn là như thế này này, nếu như bạn nữ nào mà có cái kiểu như là cái tướng mũi như thế thì bạn ấy, bạn thường là những cái người mà kiểu như là cái tâm tính của bạn ấy nó cũng không được, nó không được thật thà cho lắm, bạn nhớ đấy, thường là như vậy. Ừ, cái này thì nó không đúng hết với mọi người đâu, nhưng mà nếu như bạn nào ấy mà có cái tướng mũi như vậy, thường là cái tâm tính của bạn nó chưa được thật thà cho lắm nhá. Cái đầu tiên là chưa được thật thà, cái thứ hai các bạn là những cái người mà kiểu như là cách quản lý tài chính, cái cách quản lý tài chính của bạn nó kém. Ừ, các bạn ý kiểu như là các bạn tiêu xài ý, nó vung tay quá chán, cái kiểu là như vậy, cách quản lý tài chính rất kém. Ừ, bạn có bao nhiêu bạn làm được đồng nào bạn xào đồng đấy. Ừ, bạn thích là bạn nhích, bạn đi đâu, bạn đi chợ, đi mua sắm, đi thế này thế kia, hay là bạn ngồi nhà, bạn lên bạn xem những cái trang bán hàng trên mạng, bạn cứ thấy cái nào đẹp là các bạn click chuột vào là bạn mua. Ừ, thế thì mình nói cho bạn ấy thì hay khó khăn về kinh tế lắm. Mà hơn nữa cái quan trọng nhất là như thế này này, khi mà cái mũi của bạn nó lệch, nó vẹo nha, nó bị lệch, nó trơ xương, nó lệch ấy, thì các bạn nhớ là thế này này, cái thời buổi bây giờ ấy, mà kể cả là thời nào cũng thế thôi, các bạn ấy để mà các bạn muốn có lộc hay là làm ăn lâu dài, hay là có uy tín, hay là bạn làm bất cứ cái gì thế thôi, bạn là cái người mà thật thà ấy nha, bạn là cái người sống thật ấy, bạn không gian dối ấy, bạn là cái người đáng tin cậy ấy, bao giờ bạn cũng là cái người ấy, nó sướng hơn, nó có đất dụng võ hơn, nó bền hơn, được mọi người tin tưởng hơn, nó vẫn tốt hơn. Ok, cái tài của bạn có thể là nó hơi kém một tí, không sao. Nhưng các bạn là những người thật thà, người ta sẽ dùng các bạn. Các bạn làm cái gì người ta tin tưởng các bạn. Còn bạn là cái người mà không thật thà thì chỉ được một lần thôi mà, chỉ được một lần thôi mà chụp giật thì các bạn biết rồi, sống mà kiểu như làm ăn hay làm cái gì, hay là kể cả là trong quan hệ mà các bạn cứ kiểu như là có cái cách sống chụp giật thì các bạn làm sao mà các bạn khá được, không bao giờ khá được. Các bạn cứ nhớ đấy, mà những cái người mà sống mà chộp giật, những người không uy tín, những người gian dối,
càng về già nhé, càng về già càng nghèo túng, càng túng quẫn. Lại có một cái đặc điểm như vậy, các bạn cứ để ý đi. Các bạn cứ để ý những cái người xung quanh các bạn đi, xem là những cái người nào mà về già người ta khó khăn, người ta vất vả, người ta chật vật, người ta túng quẫn ý. Các bạn cứ để ý đi, các bạn hỏi xem thế hồi trẻ các bác sống có thật hay không, các bác sống như thế nào, cái gì có lý do của nó đấy, các bạn nhớ đấy, các bạn nhớ đấy, bất cứ một cái gì các bạn hãy nhớ, cái gì thì cái nó đều là có cái nhân quả đấy, có cái nhân quả của nó đấy, không bỗng dưng đâu. Mình nói không bỗng dưng, cái gì có lý do đấy. Các bạn đừng có nói là bản thân mình là sống tốt, sống tử tế, nhưng mà mình lại là thế này thế kia, mình lại gặp những toàn chuyện này chuyện kia. Các bạn ấy, đôi khi là các bạn chưa tự nhìn được chính bản thân mình. Đôi khi không nhìn được cái sai của mình ấy. Các bạn không nhìn được cái sai của mình thì rõ ràng những cái người sai, những cái người làm sai thì họ luôn luôn họ tưởng họ làm đúng thì họ mới sai chứ. Bạn phải nhớ đấy, một người nào đó, bất cứ một người nào đó họ làm cái gì, họ đều cho họ là có lý, họ đều cho họ làm đúng, họ đâu có biết là họ làm sai đâu. Đấy là đa số. Còn có những cái trường hợp bị biết sai mà vẫn cố làm sai thế này thế kia ấy, thì đấy là những cái trường hợp mà kiểu như là tội phạm đấy. Thì họ biết sai mà vẫn làm sai đấy. Thì đấy là cái chuyện mà lại là một chuyện. Nhưng mà đa số các bạn nhớ là thế này này, nhiều khi chúng ta không biết đấy là sai, đấy là đúng, chúng ta không phân biệt được, chúng ta chưa hiểu được, chưa nhìn sâu được vấn đề, thì chúng ta cứ tưởng là những cái việc làm của chúng ta nó là đúng. Bây giờ mình nói đơn giản ví dụ là như này để các bạn hiểu nhé. Các bạn đi ra đường, các bạn giúp đỡ một cái người ăn mày, các bạn cho người ta tiền, ok. Các bạn tưởng là đấy là các bạn làm tốt, làm giúp, làm là tốt, là làm những cái việc tốt đúng không? Nhưng ý, các bạn cho thì các bạn phải suy xét cái người này có nên cho hay không, có đáng cho hay không. Các bạn giúp đỡ ai, các bạn làm những cái việc thiện có đúng người không? Đúng người mà đúng hoàn cảnh, đúng lúc, đúng chỗ không? Chứ còn các bạn cứ tốt theo cái kiểu như vậy, các bạn vô tình các bạn tạo cho cái xã hội cái người ăn mày càng ngày càng đông, đúng không? Người ta ỷ lại, có nhiều người như thế mà, tội gì cứ chỉ việc mặc quần áo rách dưới một tí ra đường ngả cái mũ ra xin thì là được tiền. Thế bạn vô tình đấy có phải là tốt đâu. Bạn lại tạo cho người ta cái ỷ lại, tạo cho người ta cái lề biếng ấy, rồi là tạo cho xã hội nhiều cái gánh nặng ấy, đúng không? Thế đâu phải là tốt đâu. Thế tưởng là tốt như đấy, nói tóm lại là như thế này. Thế nên mình nói đôi khi chúng ta cần phải học, cần phải tìm hiểu, cần phải học, cần phải có kiến thức thì chúng ta mới đỡ khổ được. Không, nhiều khi chúng ta sai, chúng ta không biết chúng ta sai ở đâu, chúng ta cứ tưởng chúng ta đúng. Đấy, thế nên nhá, mình nói nhá, những cái bạn ấy, tóm lại là thế này, là những cái bạn mà mũi đấy nó vừa trơ xương, nó lộ xương ra rồi, nó hơi vẹo ấy, nhìn nó lệch, nó vẹo ấy, mà các bạn thấy là cái cuộc sống các bạn ấy nhiều khi cái tình cái tiền ấy nó không đọng ấy nhá, nó khó khăn ấy. Các bạn hãy xem lại cái bản thân của mình. Thứ nhất, bạn là cái người mà vung tay qua chán, không giữ được tiền bạc, không biết cách quản lý chi tiêu. Thứ hai, bạn là cái người mà sống ý, bạn chưa thật thà nhé. Bạn là những cái người đôi khi bạn cứ hay cái tính nó đi theo cái tính nết, nó rất dễ là nói dối. Hơn nữa các bạn cũng chẳng tin ai đâu, các bạn cũng hay nghi ngờ người này người kia lắm, hay đa nghi. Các bạn nghi ngờ, kể cả là những cái người mà thân cận với các bạn nhất, các bạn nghi ngờ, gia đình các bạn cũng nghi ngờ nhé. Những cái người bạn mà kể cả chơi bạn chân tình, nói chung các bạn khó tin tưởng người khác, các bạn hay đa nghi lắm. Các bạn xem, nếu như các bạn ấy có cái tướng như vậy, mà có những cái tư tưởng, tư duy như vậy, mà có những cái hoàn cảnh như vậy, các bạn biết, các bạn thay đổi đi, chỉnh sửa lại nhé. Một cái điểm này nữa này, các bạn chú ý này, cái điểm này là các bạn phải chú ý luôn này nhá, không là muộn đấy. Cái bạn nữ nào ấy mà cái mũi của các bạn ấy nó bị hách ấy. Mũi hách các bạn biết rồi đây, nhìn thẳng, nhìn trực diện các bạn ấy mà không nhìn thấy lỗ mũi của các bạn ấy thì là ok, còn nhìn trực diện các bạn ấy đây đấy, khi người ta nhìn trực diện các bạn ấy, người ta nhìn rõ, người ta nhìn được vào cái lỗ mũi của các bạn ấy thì đấy là mũi hách. Các bạn phải để ý nha, các bạn để ý.
Các bạn nữ là các bạn phải để ý nha, nếu như bạn nữ nào ấy mà có cái tướng mà mũi hếch ấy, các bạn phải xem lại cái cách mà chi tiêu tiền bạc của các bạn. Tiền vào tay của các bạn ấy, nó vào cái túi của các bạn ấy, nó như cái kiểu như là túi thùng ấy, vào bao nhiêu hết bấy nhiêu, vào bao nhiêu hết bấy nhiêu. Các bạn ấy mà cái kiểu mà cứ chi tiêu cái kiểu như vậy, các bạn không biết giữ tiền ấy nhá, về già các bạn khổ lắm, về già khó khăn lắm. Về già khó khăn lắm, các bạn nhớ đấy, làm cái gì thì làm phải tiết kiệm. Đôi khi nhá, mình phải biết, mình phải tính toán cho cái tương lai, cái hậu vận của mình, cái về già của mình. Không đến lúc mà già cả rồi, sức lao động nó kém, rồi làm cái gì không biết làm gì ra tiền ấy, mà cứ phải đi ngửa tay rồi đi xin tiền con, xin tiền cháu ấy, các bạn mới thấy là nhiều khi nó là thực sự rất là khổ. Các bạn nhớ đấy. Thế mà trong khi mà các bạn đang trẻ, đang có sức lao động, đang kiếm được tiền thế này thế kia, mà các bạn ấy kiểu như là tiền nó như là túi thủng ấy, vào bao nhiêu có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, các bạn không nghĩ được cho cái tương lai, là các bạn rất, cái về hậu của các bạn rất rất kém. Các bạn cứ nhớ đấy, mình nói nhá, những cái bạn mũi hếch, ok, các bạn có thể kể cả các bạn là những cái người mà có cái khả năng kiếm rất nhiều tiền, ok. Mà mình nói luôn, những cái bạn mũi hếch ấy, các bạn là những người tính tình của bạn cũng được ấy chứ, các bạn ngoại giao, các bạn sởi lời phóng khoáng ấy chứ, các bạn cũng là những cái người chơi được, các bạn cũng là những người thoải mái thôi, cái tâm tính các bạn ấy, đôi khi các bạn nghĩ sao các bạn nói vậy. Nói chung bạn cũng là cái người mà không đến nỗi nào, nhưng mà mỗi tội là tiền mà bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu, khổ không giữ được tiền, cầm tiền ấy cứ như là cầm lửa, cứ như là lửa trên tay ấy. Không tiêu không chịu được, không tiêu không chịu được, đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu nhìn người ta bán có cái áo đẹp, nhìn phát là tự dưng người thích mua luôn. Không cần biết là mình có bao nhiêu cái áo mà mình còn chưa sử dụng, nhìn cái giày, nhìn cái dép, nhìn đôi giày đôi dép đẹp mua luôn, nhìn cái túi xách đẹp mua luôn. Tiền nó thất thoát từ chỗ đó chứ đâu, từ cái nhỏ thôi. Xong thì nói chung các bạn là những cái người mình nói nhá, bạn là cái người nghèo thường là những cái người không phải là người ta không biết kiếm tiền, cái người nghèo là cái người không biết giữ tiền, các bạn cứ nhớ thế, cái người nghèo không biết giữ tiền, giống như là cái tình cảm tình yêu thế thôi. Bạn là cái người, ví dụ như mình nói các bạn nhé, các bạn có là cái người các bạn kiếm được, các bạn tạo được bao nhiêu mối tình nhá, nhưng các bạn ấy không biết giữ gìn cái tình cảm tình yêu ấy, các bạn vẫn là cái người cô độc cô đơn như thường. Cái giữ nó mới là quan trọng, cái quan trọng là cái bền vững ấy. Cái quan trọng là cái bền, cái lâu dài ấy. Đấy mới là cái quan trọng. Bạn cứ nghĩ đi, cái cuộc đời này ấy, cái gì nó là cái bền vững, nó bao giờ là quan trọng. Chứ còn á, nếu nó không bền vững á, thì nó cũng không giá trị. Đấy, tóm lại có một cái lời khuyên, có một cái lời khuyên cho những cái bạn nữ mà mũi hếch. Cái thời trẻ các bạn cố gắng, các bạn tiết kiệm vẫn giữ gìn nha. Làm 10 thôi, tiêu lấy 5 thôi nhá, giữ lấy 5 đi. Làm 10 tiêu lấy 5, cố gắng tiết kiệm 5 nhá, để cho về già đỡ khổ nhá. Chứ còn các bạn cứ nhớ đấy, cái thời trẻ các bạn kiếm, các bạn phải biết giữ gìn, đừng có chiêu tiêu xài chi tiêu hoang phí. Một cái nét thứ nữa, bạn nữ nào nhé, mà các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn có cái miệng cá chép ấy, các bạn để ý đi, cái miệng cá chép là như nào, các bạn nhìn con cá chép, nhìn cái miệng con cá chép là các bạn biết đúng không? Những cái người mình nói các bạn là những thế này này, những cái người mà có cái miệng cá chép ấy, thì các bạn thường là những cái người mà kiểu như là môi các bạn ấy nó hơi thâm thâm nhá, mà những cái môi của bạn nó mỏng này, xong rồi khóe miệng đi xuống này, khóe miệng nó nhọn nó đi xuống, cái miệng cá chép ấy, khóe miệng nó nhọn mà cái miệng của bạn nó lại rộng nữa, cái miệng của bạn nó lại rộng nữa, khóe miệng đi xuống, môi lại hơi thâm thâm, các bạn nhớ, môi mỏng mà hơi thâm thâm, khóe miệng thì nhọn mà trễ xuống.
nó hướng xuống, miệng lại rộng, các bạn để ý. Đấy người ta gọi là cái miệng cá chép. Mình nói nha, những cái người phụ nữ, những cái người phụ nữ mà có cái tướng miệng cá chép ý, các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn là bôn ba lắm. Cái cuộc đời các bạn, cái số phận các bạn nó là cái kiểu như là phiêu bạt, nó bôn ba đây đó ý. Các bạn thường là những cái người mà kiểu như là rất ít lộc. Cái lộc của bạn nó mỏng lắm, nhiều khi các bạn là những cái người mà không cẩn thận các bạn dễ rơi vào cái kiểu như là nghèo khó ý. Các bạn hay là những cái người mà kiểu như là phải sống xa nhà, phiêu bạt ý. Các bạn cứ nhớ đấy. Các bạn nhớ đấy. Thế nên những cái bạn nào có cái miệng cá chép ý, thì bây giờ là thế này. Thế vì sao các bạn lại là như thế? Cái quan trọng là vì sao? Vì sao miệng cá chép lại là như thế? Vì nhớ mình nói các bạn là như này này. Những cái bạn mà có cái kiểu như là cái miệng cá chép ý, thì các bạn thường là những cái người mà, các bạn là những người mà các bạn hay bi quan lắm. Cái cuộc sống các bạn thường là những người các bạn thiếu hẳn đi cái sự lạc quan ấy. Các bạn thường là những người mà hay có những cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Các bạn nhớ đấy. Mặc dù các bạn là những cái người ok, các bạn cũng là những cái người nhiệt tình. Ừ, các bạn thường là những cái người nhiệt tình đấy. Các bạn nhiệt tình theo cái kiểu là cái kiểu là ăn cơm nhà vác tù vàng tổng ấy. Nhưng mà các bạn kiểu cái nhiệt tình của các bạn ấy, nó các bạn nghĩ, các bạn nhìn nhận sự việc nó không được sâu. Nó không được sâu xa cái vấn đề các bạn nhìn nhận ấy. Nghĩa là các bạn kiểu cái cảm tính của các bạn nó lớn. Thế đâm ra là cái nhiệt tình của bạn nó không đem lại được một cái gì, không đem lại cái kết quả gì cho chính bản thân bạn. Mà bạn cứ để ý đi, bạn làm cái gì tốt cho người mà người không để ý đến bạn thế này thế kia, thì vô tình cái nhiệt tình của các bạn ấy, bạn trở thành cái người kiểu bị lợi dụng, đúng không? Mà khi mà các bạn kiểu như là cái lợi dụng, mọi người lợi dụng các bạn nó đủ lớn, thì các bạn lại là những cái người mà dễ tiêu cực, dễ bi quan. Các bạn dễ kiểu như buồn chán mọi việc, rồi các bạn bất mãn. Các bạn bất mãn, các bạn hay có những cái thái độ tiêu cực. Đôi khi lại là như thế. Các bạn cứ để ý đi. Mình nói nhá, cái miệng cá chép hay là cái miệng thuyền úp thì nó cũng đều là như vậy. Nó đều là nói, kể cả cái tình duyên hay là cái hôn nhân, các bạn cũng đôi khi nó cũng trục trặc, đôi khi nó cũng không thuận lợi. Nhiều khi cái cuộc sống nó cứ bôn ba phiêu bạt đây đó, thế này thế kia. Đấy các bạn để ý. Nói chung nói tóm lại là như thế này này. Những cái bạn mà có cái miệng cá chép ý, thì có cái lời khuyên là như này này. Các bạn làm cái gì thì làm, ok. Các bạn làm cái gì nó lợi mình lợi người, ok. Lợi mình lợi người các bạn làm. Còn cái việc mà lợi người mà không lợi mình ý, thì các bạn đừng làm. Bởi vì sao? Các bạn phụ mình ý, thì người cũng phụ mình là đúng rồi. Các bạn ý, mình nói nhá, các bạn phải là những cái người bạn lo được cho bản thân các bạn trước, thì các bạn mới lo được cho người khác chứ. Bạn mới có tiềm lực chứ, bạn mới có sức chứ, bạn mới có năng lượng để bạn lo cho người khác chứ. Bây giờ bản thân bạn lo lắng bất an, bạn đang thiếu thốn, bạn đang thế này thế kia, mà bạn đòi bạn đi lo cho người khác, bạn lấy cái gì bạn lo? Không lẽ bạn lại bắt người ta lo lại cho bạn, đúng không? Thế bạn làm cái gì thì làm nhá. Đừng có ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, xong mình không lo nổi cho bản thân, xong bắt đầu sinh ra cái kiểu như là bất mãn. Sinh ra bất mãn. Mà cái cách sống như thế thì bạn là những cái người mà dễ bị người khác lợi dụng là đúng rồi. Thế bây giờ bạn sống với mọi người xung quanh, bạn có thích là mọi người chân tình với bạn, hay là bạn thích cái người nào người ta cũng có thể người ta qua mặt được bạn, người ta lợi dụng được bạn, người ta coi bạn như là kẻ ngốc, bạn đâu có thích. Bạn đâu có thích những việc đó, đúng không? Thế nên bạn làm cái gì, bạn nhớ, lợi mình lợi người thì bạn làm. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn ấy tích cực lên một tí. Yêu đời lên một tí. Đừng có bi quan, đừng có chán đời, đừng có suy nghĩ tiêu cực. Đấy. Thế thì cái cuộc sống ấy nó đỡ nhiều nhá. Mình nói cuộc sống đỡ nhiều. Cái tình duyên, cái hôn nhân ấy thì nó còn đọng lại được. Các bạn cứ nhớ, nhớ một cái điều như thế. Kể cả là kinh tế, tất cả mọi thứ, các bạn cứ tập trung, các bạn làm những cái gì mà lợi cho bản thân các bạn, rồi lợi cho mọi người nhá. Một cái điểm nữa, một cái nét tứ nữa là các bạn nữ, các bạn hãy để ý là như thế này này. Các bạn để ý nhá. Cái quanh miệng của các bạn ấy, những cái khu vực mà xung quanh miệng các bạn ấy, nó có nhiều nếp nhăn hay không? Các bạn để ý đi. Mình nói, nếu sau 30 tuổi nếp nhăn nó xuất hiện, ok. Các bạn nhớ nhá, sau 30 tuổi mà quanh miệng của bạn ấy, nó cứ xuất hiện những cái nếp nhăn này, nếp nhăn nọ ấy, thì ok, vô tư đi, không vấn đề gì. Nhưng mà trước 30 tuổi nhá,
trước 30 tuổi mà xuất hiện những nhiều cái nếp nhăn ấy, các bạn cẩn thận. Phụ nữ mà trước 30 tuổi mà xuất hiện những cái nếp nhăn ấy, đây là cái điểm báo ấy. Về già các bạn ấy, về cái hậu vận các bạn ấy, các bạn dễ là những người rất là cô đơn, rất cô độc. Các bạn là những người mà kiểu như là cái cuộc sống các bạn ấy, nếu mà trước 30 tuổi mà nó xuất hiện nếp nhăn ấy, cái cuộc sống các bạn không thuận lợi đâu. Nó thiếu đi cái may mắn ấy. Thiếu đi cái may mắn. Về già các bạn sẽ là những người rất cô độc. Nói chung các bạn thường là những cái người như này, những cái người mà kiểu như là trước 30 tuổi mà ở quanh miệng mà xuất hiện nhiều nếp nhăn ấy, cái chuyện tình cảm, cái chuyện tình duyên, cái chuyện hôn nhân người ta kém. Kém lắm. Các bạn cứ để ý đi. Các bạn cứ để ý đi. Rất kém. Mình nói với các bạn là như thế này này. Khi các bạn tìm hiểu về nhân tướng ấy, các bạn thấy là có những cái nét tướng nó xuất hiện, nó là một cái điểm báo cho mình. Các bạn biết trước được cái điều đó thì các bạn có thể các bạn thay đổi, các bạn chỉnh sửa, các bạn thay đổi được. Mình nói nhá, mình nói nhá. Tâm sinh tướng mà tướng ấy, đức năng thì thắng số, đúng không? Giống như bạn là cái người mà bạn xem dự báo thời tiết, bạn biết được hôm nay sẽ là mưa to, đúng không? Thế này thế kia, thì khi bạn hiểu được cái điều đó thì bạn hãy phòng chống nó bằng cách bạn gia cố, hay là bạn chuẩn bị, bạn đi đường, bạn chuẩn bị áo mưa thế này thế kia, hoặc là bạn không đi nữa, bạn ở nhà bạn tránh mưa, hay là những cái mái nhà các bạn, bạn làm thế nào mà cửa sổ trước khi mưa các bạn đóng kín vào thì nước mưa nó sẽ không vào nhà, đúng không? Nghĩa là mình như kiểu mình tìm hiểu về nhân tướng ấy, mình như kiểu mình đã nhìn trước được cái sự việc, để từ đó mình có một cái nó cẩn thận, nó chuẩn bị cho nó chu đáo, mình chống đỡ được. Mình phải biết thì mình mới chống đỡ được, đúng không? Mà thế này, cái tướng của các bạn nếu mà trước 30 tuổi, kể cả 29 tuổi mà các bạn xuất hiện nhiều nếp nhăn thì đấy là trước 30 tuổi đấy. Thì các bạn hãy nhớ về già các bạn dễ là những cái người cô độc, không không con không cháu thế này thế kia, kể cả là có nhưng họ cũng không ở bên cạnh các bạn cũng là những người cô đơn cô độc. Thì các bạn nhớ, lúc đó thì các bạn phải nhớ ngay, ngay từ bây giờ các bạn phải gieo cái gì. Các bạn phải vận dụng cái quy luật nhân quả. Thì các bạn phải gieo cái gì? Gieo cái gì? Sống làm sao? Phải yêu thương con cháu của mình, yêu thương những người thân xung quanh của mình, yêu thương cái người bạn đời của mình. Mình xem là mình có cái gì, những cái tính gì mà nó chưa được, những cái yếu điểm gì mà nó chưa được, cái tính gì mà khiến cho những cái người xung quanh của mình ý, người ta không, không chấp nhận được mình, thì mình phải thay đổi. Rồi mình quan tâm đến người ta hơn, mình thương người ta hơn, mình chăm sóc người ta hơn. Mình có những cái gì, mình hiểu biết cái gì thì mình chia sẻ cho người ta. Mình phải dạy dỗ người ta để sau này người ta còn biết, người ta đối xử tốt với mình chẳng hạn đấy. Thì mình không cô đơn, không cô độc. Mà những cái người mà cô đơn, cô độc là những người thường là những người ích kỷ đấy, mình nói nhá. Họ thường là những người sống rất là kiểu như là họ chỉ sống cho riêng họ thôi. Họ sống ích kỷ lắm, không quan tâm đến người khác, cứ hay đòi hỏi nhá, cứ hay đòi hỏi mà không không cho đi, mà cứ hay muốn nhận lại, hay đòi nhận lại. Các bạn như thế thì lấy đâu ra ai thích gần các bạn? Xong mình chưa kể những cái bạn xong rồi cái mồm cái miệng thì không giữ mồm giữ miệng, nói này nói kia, cái tâm tính thì hẹp hòi ích kỷ nhỏ nhen, cứ ngồi người này nói xấu người kia, ly gián người nọ người kia, cứ gây ra thị phi, gây ra những cái họa về về miệng. Các bạn là những người kiểu như là các bạn ấy sinh ra cái miệng các bạn nó có đẹp ấy. Các bạn nói những cái lời gì để cho người ta gắn kết với nhau, cho người ta yêu thương nhau, cho người ta hòa thuận với nhau, cho người ta tôn trọng nhau, thì đấy mới là cái việc tốt, đấy là cái miệng của các bạn ấy mới làm được nhiều cái điều tốt, mới nói được những cái điều tốt. Chứ đường này các bạn sinh ra cái miệng của các bạn nói cho nó sướng miệng, các bạn nói cái người ok thì ai mà chả có lỗi lầm, ai chả có cái khuyết điểm, thế cần gì bạn phải nói. Bạn nói như thế thì vô tình người ta đã không sửa chữa được từ chớ, bạn còn làm cho người ta ghét bạn thêm ấy. Hơn nữa bạn cứ nói người này người kia như thế thì bạn vô tình bạn gây cho mọi người cái kiểu như là ghét nhau. Mà một cái tập thể, mình nói các bạn, những cái người xung quanh bạn ấy, những cái người xung quanh bạn mà không đoàn kết ấy, thì bạn cũng chả là gì, bạn không có sức mạnh, bạn không tập hợp được. Bạn cứ để ý đi. Thế sau này người ta biết ra những cái chuyện, tất cả những cái gì mâu thuẫn nó đều từ cái miệng của bạn mà nó ra ấy, thì các bạn xem họ còn muốn gần bạn hay không. Họ lúc đấy họ coi bạn như là rắn độc ấy,
họ đâu có dám gần. Gần bạn thì kiểu gì bạn cũng tọc mạch, rồi bạn tìm những cái cách. Nhiều khi bạn nói ăn không nói có, bạn thêm mắm dặm muối. Nhiều khi nói chung ý, mình nói là cái phúc cái họa, cái lộc cái may mắn ý, nhìn cái miệng nó ra nhiều lắm. Thế nên cái miệng của các bạn ý, nói gì thì nói, những cái bạn mà có nhiều cái nếp nhăn ở trước miệng ấy, các bạn cũng là cái nghiệp, các bạn hết sức các bạn tu đi, tu cái miệng, tu cái khẩu của bạn đi. Cái người miệng tươi miệng đẹp thì ok, thế này thế kia thì người ta là những cái người, người ta là những người, người ta nói chắc chắn là người ta nói cái gì bao giờ người ta cũng cũng phải nghĩ rồi. Kể cả mình nói cho dù là có đúng 10-10 nhưng mà bạn nói mà không đúng lúc đúng chỗ, không đúng hoàn cảnh ấy, mà nói ra ấy, mà nó không có lợi cho số đông ấy, các bạn cũng đừng có nói. Ừ, các bạn nói thế là các bạn là những cái người vô tình, các bạn lại hại hết mọi người. Thế đâu phải là cái chuyện mà các bạn thích nói gì nói, các bạn cứ nghĩ là nó đúng là nói. Không, có những cái chuyện các bạn không bao giờ sống để bụng chết mang đi, không bao giờ được nói. Đấy mới là cái người mà khôn, đấy mới là cái người mà giữ được cái may mắn cho mình, giữ được cái phúc, cái đức, cái lộc cho mình chứ. Thế đâu phải các bạn cứ cho rằng là đúng không, nói tóm lại là như vậy. Ừ, đấy, thế các bạn làm mà cái miệng mà như thế, các bạn nhớ nhé, các bạn giữ gìn nhé, các bạn cẩn thận đấy, các bạn giữ gìn cái miệng của bạn. Làm sao mình biết được cái báo trước cho mình là cái hậu vận nó sẽ là thế này thế kia, thì các bạn hãy cẩn thận, các bạn tu cái miệng của bạn, các bạn sống thế nào ấy, các bạn gần gũi biết quan tâm người này người kia hơn, các bạn suy nghĩ tốt đẹp về mọi người hơn, các bạn làm thế nào mà để cho ấy, qua các bạn ấy với những cái mọi người mà khi mà qua bạn ấy thì mọi người phải yêu thương nhau hơn bằng những cái lời nói, bằng cái cảm nhận. Các bạn nhìn vào những cái ưu điểm của người ta mà các bạn sống nhé, các bạn nhìn vào những cái ưu điểm của người ta trong cái câu nói chuyện ấy, nếu không khen được, không nói tốt được cho người này người kia, tốt nhất các bạn im lặng. Đấy thì về hậu các bạn mới sướng được, được chưa nào? Đấy thôi, được rồi, video của tôi hôm nay đến đây cũng dài dài rồi. Hy vọng rằng là qua cái video này ấy, các bạn nhé, các bạn để ý nếu như bạn nữ nào mà có một trong những cái nét giới như thế này trong cái video mà mình chia sẻ ấy, thì các bạn biết để các bạn chỉnh sửa, các bạn thay đổi. Không ai đẹp hết được, không ai hoàn hảo được. Các bạn biết nếu các bạn có những cái nét tướng đó, có những cái tính cách đó, thay đổi, chỉnh sửa nhé, chỉnh sửa cho nó tốt hơn. Còn nếu như bạn nào mà không có những cái nét tướng như thế này ấy, mà các nét tướng của bạn ấy, nó đẹp rồi ấy, ok, xin chúc mừng các bạn. Tuy nhiên các bạn đừng chủ quan, đúng không? Các bạn phải luôn trau dồi, luôn phát huy để cho nó ok hơn. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.